Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2023. Sóc Cò có sưu tầm được những cây hồ điệp Đài Loan, cây cát ngồng và đặc biệt là hàng vỏ thông rất là đẹp. Rất đẹp, to, khỏe. Lô này hôm nay mình sẽ đi combo là có 5 màu khác nhau, bao gồm là cây trắng V3. Cây trắng V3 là cây may mắn, là cây hàng vỏ thông và là cây cây khủng long rất là to. Các bạn đi combo là 5 cây thì mình sẽ lựa cho các bạn là một cây trắng V3. Và ngoài ra mình có thêm là 4 màu nữa rất là đẹp. 4 màu nữa là bao gồm là cây màu hồng này, mình sẽ viết chữ H, tức là màu hồng lên trên lá cây cho các bạn. Cây màu hồng. Cây thứ hai đó chính là cây vàng 2035, vàng 2035 đây. Vàng 2035 chưa bao giờ làm cho các bạn thất vọng, lúc nào cũng vậy, rất là nhiều cặp lá và to, mình sẽ viết số là 2035, tức là viết tắt của từ màu vàng các bạn nhé. Và màu thứ tư nữa đó chính là cây màu tím. Màu tím, hàng vỏ thông. Rất đẹp, đầu rễ xanh đỏ. Màu tím là màu này các bạn nhé. Màu tím phân nhánh á. Và màu cuối cùng đó chính là cây đột biến. Cây này cây đột biến, dạng là màu tím đậm đột biến. Combo 5 cây, 5 màu khác nhau. Sẽ được miễn tiền ship là 350.000 bao ship 5 cây vỏ thông. Rất là đẹp. Tại sao lại mình hay khuyến khích mọi người là chơi hồ điệp Đài Loan, các bạn để ký giúp mình nhé. Cây này là cây hồ điệp Đài Loan, là chơi được 60 ngày nó te tua, nó rụng rồi đúng không? Nếu mà ai không để ý, các bạn nhìn dưới này, nó lại ra phân nhánh này, hai nhánh này, dưới là ba nhánh này. Hồ điệp khủng long rất là dễ trồng và ngoài ra là các em phân nhánh rất là khủng khiếp, như cây màu tím mình vậy. Đó. Tất cả những cây này thì các bạn trồng thì khoảng độ là 2 đến 3 tháng nữa các em sẽ cho nó bông. 2 đến 3 tháng nữa các em sẽ cho nó bông. Mặt bông đẹp. Rồi. Hàng Đài Loan thì thường thường rất là dễ trồng, cách trồng thì rất là đơn giản. Và các bạn chỉ cần là bỏ cái cốc mủ ra, bỏ cái cốc mủ ra, các bạn đặt nguyên cái cây này vào trong trong chậu đất nung, chèn thêm vài miếng than giống như sóc cò này, là cây sẽ rất là khỏe mạnh. Lô này về là 5 cây, 5 màu, mình xin đọc màu lại là đột biến, màu tím, màu vàng 2035, màu hồng và màu trắng V3. Cây trắng V3 cây rất là to, to lắm. Là cây này cây hàng khủng long đó, mặt bông của em ấy là như thế này này. Và mỗi đơn hàng là combo 5 cây thì mình sẽ lựa cho các bạn là một cây khủng long đi kèm. Khủng long này là bên mình bán giá là 80.000, là bán lẻ 80.000, và đi combo trong đơn này là mình chỉ bán giá là có 70.000 thôi, tức là 5 cây là 350.000 được bao ship đó các bạn, to lắm. Cây khủng long rất là to. Màu mình sẽ viết lên lá các bạn nhé. Màu này, màu trắng này. Mình xin điểm danh lại màu sắc cho các bạn dễ này. Màu hồng này, cây màu hồng rất là đẹp. Màu hồng rất đẹp. Cây màu hồng này là sóc cò là chơi bông được là 60 ngày rồi, các em mới tàn rồi. Chứ lúc đầu nó mới ra màu nó đậm lắm, đẹp lắm. Màu hồng này, rất đẹp. Vỏ thông đó. Hàng vỏ thông là hàng của công ty Apollo. Là một công ty rất là nổi tiếng ở Việt Nam, là chuyên cung cấp những cái cây hồ điệp để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, những thị trường rất là khó tính. Chúng ta tận dụng được những cái gốc này, chúng ta rất là may mắn về trồng thì cây sẽ rất là khỏe mạnh. Cây vàng 2035 đấy các bạn. Vàng 2035, sóc cò sẽ viết chữ là 2035, mặt bông của cây vàng này. Rất đẹp. Còn đâu em này, em này màu tím. Màu tím là màu đặc trưng của hoa phong lan. Màu tím là cây tím rất là đẹp. Lá dài. Rất đẹp. Rễ đỏ các bạn này, đầu rễ đỏ này, thấy không? Đó. Các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship là 40.000, cố gắng combo là đi 5 cây sẽ được miễn tiền ship các bạn nhé. Đột biến. Mình mix màu khó lắm, bây giờ bán hồ điệp mix màu khó lắm. May mắn là được lựa được 5 màu này, là 5 màu khác nhau rất là đẹp. Cây to khỏe đúng không các bạn? Sóc cò chia sẻ sao thì nhận hàng các bạn y hệt như vậy. Nếu mà đẹp thì các bạn thanh toán cho anh shipper. Còn nếu mà không có đẹp thì các bạn hãy hòa đơn về giúp mình. Và bên mình không có thu phí 1.000 nào của khách cả. Đây là khủng long. Khủng long cũng te tua lắm rồi. Vườn mình đang ra rất là nhiều. Nhiều lắm. Các bạn thấy này. Cây trắng với ba mình. Thấy. Rất là nhiều. Rất là lâu lâu thì sóc có mới sưu tầm được một lô hồ điệp Đài Loan. Đặc biệt là tất cả đều là thuần hàng vỏ thông. Rất là hiếm, thuần được vỏ thông rồi mà lại đầy đủ được 5 màu khác nhau nữa. Các bạn nhìn kỹ vườn sóc cò nhé, tuy nhìn rất là nhiều màu sắc đúng không, nhưng mà chủ yếu vẫn là gì, trắng vàng tím, trắng vàng tím hồng
đột biến. Đó, chỉ cần mấy màu đấy thôi, nhìn là vườn tôi sẽ cảm giác rất là nhiều màu sắc cả. Đó. Bạn nào mà chưa có những cây vỏ thông này thì liên hệ giúp mình. Combo 5 cây là 350.000 miễn tiền ship. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sốc Quà TV nhé. Lô này là thực sự là mình thấy rất là đẹp, rất đẹp. To, cây to, khỏe. Rất đáng sưu tầm. Rất đáng sưu tầm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.